ngày 11 tháng 5 năm 2018 14 giờ PM, GMT 7, ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, khi cả thế giới tri ân và dành trọn tình yêu thương cho những người mẹ thì đâu đó vẫn còn những số phận phụ nữ không may bị cướp đi thiên chức ấy. Advertisement muốn nghe hai tiếng mẹ ơi, sao mà khó đến thế? Cây khô không trái, gái độc không con, đó là những định kiến hà khắc mà xã hội nhẫn tâm đặt lên vai những người phụ nữ thiếu may mắn, mất đi khả năng làm mẹ. Vô sinh, hiếm muộn không còn là câu chuyện xa lạ, mà là thực tế đau lòng không ít phụ nữ đang đối mặt. Là những nguyên nhân cướp đi thiên chức làm mẹ: kết hôn khi đã lớn tuổi, bị tai nạn, bệnh tật. Thế nhưng, nếu vì những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được, như ung thư cổ tử cung, mà mất đi thiên chức cao cả này thì quả là điều phải hối hận cả đời. Nên duyên vợ chồng với người đàn ông chín chắn, cứ ngỡ đã bình yên, chị H không ngờ số phận lại trêu người mình đến thế. Phát hiện bị út ở độ tuổi 23, sau khi bác sĩ khẳng định chị không thể có con được, chị nhớ mình ngồi trong phòng khám, nhìn qua cửa sổ thấy chồng đang ngồi tựa lưng trên hàng ghế đợi dài bất động với gương mặt thẫn thờ mà chị không tài nào quên được. Chị H tâm sự, khoảnh khắc phải cắt bỏ tử cung, nó vượt ra ngoài nỗi đau thể xác. Ánh mắt ấy chứa chan những hy vọng và chờ đợi rồi thất vọng. Lòng mình quặn lại từng cơn vì đó là lúc mình biết sẽ chẳng được làm mẹ nữa. Với rất nhiều nạn nhân, cứ tưởng thoát khỏi trận chiến cam go với tử thần là xong, thế nhưng giày vò họ lại là trận chiến đầy nước mắt với chính mình, với ánh mắt khắc khoải của chồng vì không vẹn toàn hai chữ đàn bà đúng nghĩa. Lúc còn trẻ, nhiều cô gái hiện đại mải mê xây dựng sự nghiệp, lơ là sức khỏe, đến lúc thành ra lập thất lại bùi ngùi thâm thía muốn có một mụn con, một giọt máu đào của chính mình lại xa xỉ đến thế. Mỗi khi ai đó nhắc đến việc mang bầu, sinh con, rất nhiều bệnh nhân lại cảm thấy giá trị bản thân và sự tự tin bị phá hủy. Nghe ai đó thở ơ nói đến những chuyện vô sinh, người trong cuộc xót xa vì đó là nỗi đau lớn theo suốt cuộc đời. Rơi vào nghịch cảnh ấy, không ít phụ nữ chịu kiếp chồng chung để níu một sợi dây sắp đứt, hay chọn cách chia tay để giải thoát cho chồng mình, để họ tìm kiếm tổ ấm trọn vẹn đúng nghĩa. Hành động ngay kẻo hối thì đã muộn. Điều đáng lo ngại là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ có rất ít biểu hiện rõ ràng nên khi phát hiện, đa số đều đã đến những giai đoạn muộn. Khi đã tới giai đoạn 2 của bệnh, tế bào ung thư xâm lấn vào những vùng cơ quan nội tạng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhiều bệnh nhân cũng phải chấp nhận cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung để giành giật cơ hội sống cho mình. Nếu không cắt bỏ thì việc sử dụng thuốc men, những đợt hóa trị, xạ trị cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng buồng trứng, dẫn đến nguy cơ vô sinh. Tuy nhiên, là bệnh hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng việc tiêm phòng vaccine ngừa HPV, nguyên nhân chính gây ra ụt, và tầm soát định kỳ phát hiện tế bào cổ tử cung bất thường, xét nghi hiểm ạc. Vaccine ngừa HPV là loại vaccine phổ biến đã được sử dụng hơn 270 triệu liều trên toàn thế giới. Với lịch trình tiêm phòng 3 liều cách nhau 0-26 tháng là các bạn gái trẻ, từ 9-26 tuổi, có thể phòng được căn bệnh này, tổng chi phí chưa đến 4 triệu đồng. Chẳng có việc gì giúp phụ nữ trưởng thành tốt hơn là làm mẹ, và chẳng có gì chữa lành trái tim của người đàn bà bị cướp đi tình mẫu tử. Đừng chủ quan với sức khỏe bản thân để sau này phải luôn khắc khoải tự hỏi cảm giác làm mẹ là như thế nào. Hãy chung tay ngăn ngừa HPV để vẹn tròn tương lai hạnh phúc và bảo vệ thiên chức thiêng liêng của chính mình. Bạn nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ cho tương lai hạnh phúc trong ngôi nhà và những đứa trẻ? Trong 2 ngày 19-20, 5, Hội Y học Dự phòng Việt Nam sẽ có buổi tư vấn tại Madi Wedding FIG, G. Giang Vélis, 142, 18 Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, tìm hiểu về vaccine ngừa ụt cho các cặp đôi. Hãy đến tham gia sự kiện để được tư vấn bởi các bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa và y tế dự phòng để sẵn sàng cho một tương lai hạnh phúc. Theo khám phá.